Sau đây là kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 kỳ vé 821 quay thưởng vào thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022. Giải Jackpot 1 Power 6/55 kỳ vé 821 các vé tận cùng mang số 06 08 33 37 38 51. Xin nhắc lại, giải Jackpot 1 kỳ vé 821 các vé tận cùng mang số 06 08 33 37 38 51. Số đặc biệt Power 6/55 kỳ vé 821 là 48. Xin nhắc lại, số đặc biệt hôm nay là 48. Xin thông báo, giải Jackpot 1 và Jackpot 2 Power 6/55 kỳ vé 821 vẫn chưa có chủ nhân. Kênh xổ số 3 miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!